Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 91, bộ truyện Tiên hiệp Tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả vòng Ngữ, nguồn truyện bạn ngọc sách chấm vip, dịch giả vòng Mạng đọc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 286: Trọng giáp. Đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu. Chỉ là trước khi đấu giá hội kết thúc, nếu tiểu hữu định thay đổi tâm ý, có thể tới tìm ta. Nhưng nếu sau khi đấu giá hội kết thúc Thì sẽ không còn cơ hội cho tiểu hữu đâu Thỉnh tiểu hữu nhớ cho kỹ Tả khinh Huy nói xong Bèn xoay người Mang theo đám đệ tử trường Xuân Quang Đầy tức giận bất bình Rời đi Lão đi rồi Là tình nhi bèn bắt lấy cánh tay của viên minh Biểu môi rồi nói Tiền bối à Trường Xuân Quang rất là bá đạo Sẽ nhầm vào ngài chứ Viên minh lắc đầu cười cười đáp không cần phải lo lắng. Không ra khỏi thành tiểu hồ là được rồi, còn có thể làm khó được ta sao? Bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng ta để bắt bồi chính thanh. Dù sao, ta còn phải sống sót sau khi giao thủ với bồi chính thanh đã. Tiểu hữu nói không sai. Chẳng qua là người từ chối lời đề nghị của trưởng lão trường Xuân Quang ngay trước mặt nhiều người như vậy đã làm mất mặt bọn hắn. Rốt cuộc cũng sẽ có phiền toái. Nghe thấy giọng nói này, La Tinh Nhi lập tức mừng rỡ xoay người. "Tống sư tổ." Viên Minh ngẩng đầu lên nhìn, người tới là một vị nữ tu trẻ tuổi, mặc váy dài màu trắng, đầu cài trâm ngọc, mặt hoa da phấn, yểu điệu xinh hương. Mặc dù người này ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn không cách nào che giấu được vẻ rạng rỡ làm lu mờ người khác. Một câu chào sư tổ của La Tinh Nhi đã khiến Viên Minh nhớ ra được thân phận của người này là sư phụ của bà ngoại mình, trưởng lão kết đan kỳ của sinh Diệp Tông, Tống Tuệ Đồng. Thật ra, nàng đã chừng hai ba trăm tuổi, không rõ dùng thủ đoạn nào lại có thể bảo trì dung nhan trẻ trung đến vậy. Viên Minh lập tức chắp tay chào hỏi, Tống Tuệ Đồng bèn vẫy vẫy tay. Ta nghe phân vân nói, ngươi là người có chủ kiến. Hôm nay nếu đã từ chối lời đề nghị của tả đạo hữu hẳn đã có dự tính khác rồi người đã cứu tinh nhi lại có quan hệ không cạn cùng phân vân về tình về lý chúng ta nên giúp ngươi nếu cần gì ngươi cứ nói với ta đa tạ mỹ ý của tiền bối quả thật hiện nay vạn bối còn có việc cần tiền bối hỗ trợ lần trước giao thủ cùng bồi chính thành pháp khí trong tay vạn bối đã hao tổn hầu như không sử dụng được hiện tại vạn bối muốn đổi không biết tiền bối có biết vị luyện khí sư nào có thể tấn thăng được pháp khí thượng phẩm lên pháp khí cực phẩm hay không có thể nào giới thiệu cho vạn bối được chứ viên minh không từ chối mà nói thẳng tống tuệ đồng suy tư một lát rồi khẽ gật đầu việc này nói khó thì không khó nói dễ cũng không dễ ta biết một người có tính cách cổ quái dù có giới thiệu nhưng chịu liền khí giúp ngươi hay không thì phải dựa vào bản thân ngươi thuyết phục Tiền bối đã giúp đề cử Đã khiến cho vạn bối vô cùng cảm kích rồi Vô luận có thành hay không Vạn bối đều ghi nhớ ân tình này của tiền bối Viên Minh nghe Trong lòng khẽ động Vội nói Tống Tuệ Đồng nói với Viên Minh xong bèn thông thả rời đi Còn Viên Minh vẫn ở lại Dạo quanh quầy hàng của Sinh Diệp Tông một vòng Rồi mới rời khỏi nơi đây Ngoài Sinh Diệp Tông nơi đây còn có nhiều gian hàng của các môn phái khác mà hắn chưa từng nghe nói qua khiến tầm mắt của hắn mở mang cũng như kiến thức tăng lên không ít lúc đi ngang qua một quầy hàng trang trí lấy hỏa phụng liệu nguyên làm chủ đạo viên minh không ngờ là gặp được hai tu sĩ từng có duyên gặp một lần trong quầy hàng địch thần vẫn mặc một thân trường bào theo rồng đỏ như trước nhưng lúc này hắn đang cúi đầu bộ dáng như một quả cà tím gặp xương giá, mất hết tinh thần cam chịu tất cả. Mà trước mặt hắn, địch nguyệt, môi hồng răng trắng, hai tay chống nạnh, từ hồ đang quở trách đệ đệ mình. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của viên minh nhìn qua mà địch nguyệt chợt ngẩn đầu nhìn về hắn. Thấy là viên minh, nàng chợt sửng sốt, rồi tiếp theo lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Đào hữu, bên này. Địch Nguyệt vẫy vẫy tay gọi viên minh Tóc đuôi ngựa màu đen ánh đỏ khẽ đong đưa có chút sảng khoái, mà địch thần nghe thấy tiếng tỷ tỷ mình gọi ẩm ý, cũng cười ngượng ngẩn đầu nhìn về phía viên minh. So với tỷ tỷ mình, rõ ràng địch thần không để ý gì đến viên minh. Có điều, sau khi phát hiện vẻ mặt tỷ tỷ đầy vui vẻ, nghi hoặc trong mắt hắn dần dần biến thành cảnh giác. Thấy bộ dáng nhiệt tình của địch nguyệt, viên minh không thể giả vờ như không thấy đành phải ghé qua quầy hàng của hai tỷ muội địch nguyệt. Đạo hữu, không phải lần trước ta bảo ngươi để lại lời nhắn ở khách sạn ngũ hành trong thành rồi sao? Sao lâu như vậy vẫn không có tin tức? Báo hại ta còn tưởng rằng đạo hữu ngươi đã rời khỏi lôi châu rồi. À đúng rồi, xin hỏi, phải xưng hô với đạo hữu như nào đây? Địch Nguyệt hỏi. Cặp cống. Viên Minh theo lệ cũ báo ra tên giả của mình người chính là cáp cống người đã đánh lui bộ chính thanh địch thần bỗng nghĩ tới điều gì chợt hỏi viên minh gật nhẹ đầu thấy như vậy địch nguyệt kinh ngạc nói không thể tưởng được là đào hữu cáp cống vậy xem ra lần trước phải đa tạ đào hữu cáp cống hạ thủ lưu tình lưu lại chút thể diện cho xá đệ tỷ tỷ lại nhắc đến chuyện ngày đó sao đã nói nhiều lần lắm rồi địch thần không kiên nhẫn địch nguyệt nhướng đôi mày lá liễu lên đã có chút tức giận cứ nói người đó với cái tính cách của người sau này không biết đắc tội với bao nhiêu người chỉ là luận bàn mà thôi lúc ấy không biết người này chính là cáp cống đã đánh lui bồi chính thanh ta nói này ưu vật dây leo kia lợi hại như vậy lần trước ta còn chưa kịp xuất toàn lực xong chuyện nơi này chúng ta lại ra ngoài thành luận bàn chút đi ta thật sự muốn nhìn xem người đánh bại được hồn tu bồi chính thanh có thực lực mạnh đến thế nào? địch thần như giật mình hiểu ra, tiếp theo là một bộ dáng hưng phấn xa xa tay, như thể muốn phân cao thấp ngay với viên mình. chỉ là nháy mắt tiếp theo, một tiếng bốt vang lên. địch nguyệt đã gõ nhẹ vào đầu địch thần một cái, đồng thời lộ ra vẻ mặt áy náy với viên mình. thật là có lỗi, cấp cống đạo hữu à? để để ta bị ta chịu hư rồi. cả ngày chỉ thích gây chuyện thị phi, tìm người luận bàn đánh nhau. Lời hắn nói, thỉnh đạo hữu không nên để tâm nha. Viên Minh gật gật đầu, nhìn về phía địch thần, là nhớ tới tiêu giao mà hắn đã gặp ở Nam Cương. Địch Nguyệt vừa xin lỗi Viên Minh xong, tiếp theo đã quay lại bộ dáng hung ác, giữ tợn giao huấn địch thần. Địch thần tựa như mang đầy ấm ức, nhưng dưới sự uy hiếp của tỷ tỷ, hắn vẫn không tình nguyện nói xin lỗi Viên Minh. Viên Minh tiêu sái cười cười, không thèm để ý nhưng mà địch nguyệt lại nói cắp cống đạo hữu để bày tỏ lòng ấy nấy nếu hôm nay người vừa ý món nào trong quầy hàng của hỏa tước môn chúng ta ta làm chủ giảm cho người hai mươi phần trăm trên giá bán xin đừng từ chối nghe vậy địch thần không chịu nổi chẳng qua hắn tự như không dám phản bác thẳng mặt tỷ tỷ mình sau khi xoắn suýt một lúc hai mắt mới sáng ngời tỷ tỷ không cần mất công Bên ta vừa hay có một kiện pháp khí phòng hộ Nhất thời không dùng được Nên định bán đi Vậy bán rẻ cho các cống đạo hữu Coi như là bồi lễ Nói rồi y mở nhẫn trữ vật Lấy ra một cái rương gỗ dài bằng thân người Rầm một tiếng thả xuống mặt đất Rồi mở nắp rương ra Nhìn cảnh này Địch Nguyệt đầy kinh ngạc Còn viên minh lại nổi lên tò mò Đi tới đánh giá pháp khí Mà địch thần lấy ra đây là một kiện khải giáp toàn thân được chế tạo từ tinh cương. Mặt ngoài sáng bóng như gương, thậm chí còn có thể soi rõ bóng người. Các khớp đều đã được xử lý đặc thù, đảm bảo được tính linh hoạt, lại không ảnh hưởng nhiều tới tính năng phòng ngự. Áo giáp này là một kiện pháp khí thượng phẩm, mặt trên được khắc ba đạo phù văn khác hẳn nhau. Viên Minh chỉ nhận ra một đạo trong đó là hoàng bích phù văn trân quý hơn phù văn kiên cố nhiều. Chỉ riêng vụ văn này đã có thể nâng khả năng phòng lực phòng ngự của áo giáp tăng lên 5 phần 10. Thứ quý giá như vậy nói bán là bán, khiến viên minh còn không khỏi cảm khái. Địch thần quả là phá sản. Chẳng qua áo giáp này lại quá nặng, nếu mặc lên giao thủ cùng người khác, hành động sẽ trở nên rất bất tiện. Thứ này bao nhiêu linh thạch? Viên Minh hỏi. À, cấp cống đạo hữu nếu đã thích Liền ra hai ngàn linh thạch thôi. Chúng ta tính ra không đánh nhau thì không quen biết. Hỏa tức môn chúng ta có phần tâm đắc trên luyện khí nhất đạo. Pháp khí này lại hao tốn rất nhiều tâm sức tìm kiếm tài liệu. Là do chính tay ta luyện chế. Chỉ tiếc ta không dùng được, lại không nành lòng để nó phủ bụi một chỗ. Nếu người thích, thì hai ngàn linh thạch, à không, một ngàn tám trăm. Chẳng biết tại sao địch thần lại tỏ ra đầy nho nhã. Viên minh chợt do dự, thấy vẻ mặt địch thần tràn đầy chân thành. Tuy rằng pháp khí phòng ngự thượng phẩm có giá tới 1.800 linh thạch là khá đắt, nhưng quả thật là thứ hắn đang cần, cho nên định mua khải giáp này. Nhưng đúng lúc này, địch nguyệt lại quát khẽ. Đợi đã, A thần, người luyện chế khôi giáp này đã dùng ba đạo phù văn nào? Đương nhiên là ổn cố, hoàng bích cùng tỷ thủy. Địch thần có chút chuột dạ cười cười địch nguyệt nhướng đôi mày liễu. Người chắc chắn là phù văn ổn cố, mà không phải là phù văn thiên quân. Người luyện ao giáp này là để cho người mặc sao? Sức nặng này áp lên người, đấu pháp càng lâu, không phải càng làm mình trở nên mệt mỏi mà gục ngã trước hay sao? Viện mình ngày xong bèn bừng tỉnh hiểu ra, nhìn địch thần cười cười. Tỷ tỷ không thể nói vậy được, nhưng mà quả thật, sức phòng ngự mạnh mẽ vô cùng mà, ta đã thử nghiệm rồi địch thần giả bộ như oan uổng nói người rõ ràng là muốn gạt người ta định nguyệt tức giận trừng mắt nhìn địch thần rồi quay đầu nói với viên minh thật có lỗi cấp cống đào hữu nếu người thiếu pháp khí thượng phẩm phòng ngự thì ta sẽ đặc biệt luyện chế cho người một kiện áo giáp này không phù hợp với người viên minh khá bất ngờ nhưng lại lắc đầu hài lòng vỗ vỗ cái rương gỗ không cần ta rất thích kiện pháp khí này của địch thần huynh. Vậy một ngàn linh thạch đi. Địch thần huynh chịu chút thiệt thòi. Thành giao. Địch thần lập tức đáp ứng, không nghĩ cáp cống này chẳng những không có nhãn lực mà còn là một tài chủ. Viên minh mua bộ áo giáp này không phải muốn thử sức chịu đựng của mình, mà là linh sủng kim cương của hắn lại vừa vặn can đáng được bốn chữ thần lực trời sinh này. Kim cương kim cương là thể tu lại có bộ khôi giáp này e rằng từ nay sẽ có rất ít người phá vỡ được phòng ngự của nó chỉ là bộ áo giáp này có một điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là vì được thiết kế và chế tạo cho người sử dụng nên chỉ có hai mảnh giáp tay trước khi giao cho y có lẽ cần phải tiến hành cải tạo cho phù hợp hơn một chuyện không phiền đến hai chủ viên minh suy nghĩ một chút bèn nói trên khôi giáp này còn có thể mở thêm hai chỗ cho hai cánh tay nữa không địch thần còn chưa kịp trả lời địch nguyệt đã chủ động nói việc này đơn giản mà cứ giao cho ta xử lý đi vậy thật tốt địch nguyệt đạo hữu đã nhiệt tình như vậy tại hà từ chối thì là bất kính rồi viên minh nói không dối gạt đạo hữu còn có một chuyện muốn nhờ lần này ta cùng đệ đệ đến tiểu hồ thành là tham gia đấu giá hội Thứ hai là muốn thỉnh Tán Minh đi qua triệu quốc, tiến về Bắc Mạc, điều tra sự kiện đệ tử Tông Môn ta bị mất tích. Địch Nguyệt nói. Chương 287 Còn rối chủ trì Mất liên lạc ở Bắc Mạc Địch Nguyệt Đạo Hữu nói chi tiết hơn có được không? Ước chừng một năm trước, trong tông ta có ba mệnh bài đệ tử trúc cơ đồng loạt vỡ vụn. Tông môn lập tức phái nhân thủ đi điều tra, nhưng manh mối tìm được rất phức tạp rắc rối. Kết luận cuối cùng rõ ràng hơn, đó chính là bọn hắn đều từng xuất hiện ở thành tiểu hồ. Vừa lúc thiên hương đấu giá hội sắp tổ chức, tông môn bèn phái một trưởng lão thích đang cùng bọn đệ tử ta tới đây tiếp tục điều tra. Định Nguyệt nói, ta cảm thấy chuyện đệ tử trúc cơ kỳ mất tích có lẽ không liên quan nhiều tới bộ chính thành. Đành là các người biết bọn hắn từng xuất hiện ở thành Tiểu Hồ, vậy sao lại phải đi bắt mạc điều tra? Viện Minh bất giác nghĩ đến xa hạo, nhưng mà lập tức tự bác bỏ. Chúng ta điều tra được, ba gã đệ tử ngây người ở thành Tiểu Hồ vài ngày liền đi triệu quốc. Căn cứ thêm một số manh mối khác mà phán đoán, bọn hắn cuối cùng hẳn là đều đi bắt mạc. Ta thấy các cống đạo hữu rất phù hợp, có thể theo giúp chúng ta cùng điều tra việc này. Chuyện này hoàn thành, nhất định sẽ không bạc đãi đạo hữu. Định Nguyệt nói ra. Nếu như Quý Tông đã phái trưởng lão kết đăng kỳ dẫn đội xử lý việc này, sao phải mời chào thêm một chút cơ kỳ như ta? Viện Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, từ chối cho ý kiến mà chỉ hỏi. Hành trình đi bắt mạc, e rằng sẽ gặp phải không ít biến số. Người đồng hành cần chất, không cần lượng, cắp cống đạo hữu đã có thể chiến thắng bộ chính thanh đồng thế hệ đã hiếm có địch thủ rồi nếu được đạo hữu tương trợ đương nhiên sẽ như hổ thêm cánh địch nguyệt vui vẻ nói thật không dám dâu diếm trong khoảng thời gian này tài hạ quả thật không có rảnh tay chỉ sợ không giúp đỡ được địch nguyệt đạo hữu viên minh trầm ngâm một lát rồi lắc đầu địch nguyệt lộ ra thất vọng nhưng thái độ đối viên minh vẫn không thay đổi không sao, mấy ngày tới ta sẽ cố gắng cải tạo xong bộ khải giáp này. Đạo hữu lưu lại phương thức liên lạc đi. Đến khi đó ta phái người đưa tới cho ngươi. Vậy nhờ đạo hữu đưa đến thanh một lâu, nói rằng gửi cho cáp cống là được rồi. Viên Minh gật đầu nói ra một địa điểm. Thân phận cáp cống hiện giờ quá mức nổi tiếng. Để tránh phiền toái vẫn không nên đề cập đến mối quan hệ với cửa tiệm huyền hóa linh hương thì hơn. Địch Nguyệt nghe xong cũng không để ý nhiều. Chỉ nói tối đa 7 ngày sau là viên minh có thể lấy được khải giáp. Sau đó viên minh lại khách sáo vài đôi câu, lúc này mới xoay người rời đi. Vững dĩ nghe nói hỏa tức môn, có sở trường luyện khí. Hắn mang ý định nhờ bọn họ hỗ trợ luyện chế pháp khí cực phẩm. Chỉ là thứ nhất, Tống Tuệ Đồng đã nói đề cử cho hắn một nơi khác. Thứ hai, là hắn đã từ chối thỉnh cầu của địch Nguyệt. Đối phương lại đã đồng ý cải tạo lại trọng giáp. Hắn không định nợ ân tình của đối phương tiếp. Sau khi viên minh rời khỏi quầy hàng của hỏa tước môn, hắn còn tùy ý dạo một vòng quanh đây. Rất nhanh, một tiếng chuông trong trẻo vang. Ngay sau đó là một giọng nói hùng hồn vang vọng khắp tòa lầu cao. Đã đến giờ rồi, thiền hương đấu giá hội sắp bắt đầu kính xin chư vị đi lên linh thê tiến tới hội trường tổ chức đấu giá hội viên minh nghe bèn theo dòng người bước lên linh thê không bao lâu hắn đã được đưa đến một đại sảnh trống trải trong đại sảnh có mấy thân vệ phủ thành chủ canh giữ ở hai bên cửa ra thấy mỗi tu sĩ đi đến đều sẽ tiến lên lễ phép hỏi thiệp mời viên minh cầm thiệp mời đưa đến tay một tên thân vệ Chị thấy tên này nhìn lướt qua, rồi đưa một tấm lệnh bài cho hắn. Lệnh bài này được dùng để ra giá mua đồ, Đào Hữu xin cầm lấy, nhớ trả lại trước khi rời khỏi đây. Tiếp theo, Thỉnh Đào Hữu đi về hướng bắc, đạp lên linh thê chỗ đó để vào trong hội trường. Viên Minh nhận lấy lệnh bài, vừa theo chỉ dẫn của thân vệ lại đi lên một tòa linh thê. Thang lầu dâng lên cao không biết qua bao lâu, Trước mắt viên minh, bỗng nhiên xuất hiện điểm điểm sáng lấp lánh. Ngay sau đó là một đại điện mái vòm rộng lớn xuất hiện trước mặt hắn. Mặt đất đại điện không bằng phẳng, mà có hình thù như một cái lòng chén, bốn bên cao vút, còn ở giữa lõm xuống. Lúc này viên minh đứng bên rìa ngoài cùng của đại điện, cũng là nơi cao nhất. Trước mặt hắn là một cầu thang dài dẫn xuống nơi thấp nhất của đại điện. Đầu kia cầu thang là một sân khấu chỉ là hiện tại vẫn trống rỗng không có thứ gì hai bên lối đi là các hàng ghế gỗ được chạm khắc hoa văn xếp thẳng từ trên xuống dưới theo từng bậc của bậc thang không kề sát nhau mà cách nhau một khoảng nhỏ viên minh nhìn lướt qua xung quanh tùy ý chọn một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt rồi ngồi xuống vừa ngồi xuống viên minh vô tình ngẩng đầu lên chợt phát hiện ngoài rất nhiều chỗ ngồi được sắp xếp gần nhau còn có không ít tầng có những bình đài riêng biệt. Những đài riêng đó chỉ có một chỗ ngồi, trên bàn nhỏ còn bày biện trái cây, có thị nữ mặc váy dài thanh lịch, tay cầm trà hầu hạ, đãi ngộ so với chỗ ngồi bên dưới còn tốt hơn gấp mấy lần. Một ngày nào đó, ta có thể ngồi bên kia thì thật tốt à. Viên Minh chợt nghe thấy giọng cảm khái này, bèn quay đầu nhìn. Người nói là một tên tu sĩ mập mạp, không còn thấy được cần cổ đâu tên tu sĩ mập mạp ấy vừa ngồi xuống chợt thấy viên minh quay lại nhìn mình bèn vui vẻ chắp tay nói tại hạ là vương sùng sơn minh chủ phiên sơn tán minh không biết xưng hô của đạo hữu ra sao cáp cống viên minh gật đầu xem như đáp lễ hai mắt của vương sùng sơn trở nên sáng ngời thì ra là cáp cống đạo hữu ngưỡng mộ đã lâu với thân phận của đạo hữu có lẽ có tư cách ngồi trên ghế riêng kia chứ Sao lại ngồi nơi này à, Ta đây là lần đầu tiên tham gia thiên hương đấu giá hội Còn không biết làm thế nào để được ngồi trên kia Viên Minh thẳng thắn nói À ta hiểu rồi Hiện giờ các cống đạo hữu còn chưa gia nhập tán minh sao Ghế riêng của thiên hương đấu giá hội Ngoại trừ một vài chỗ cố định Lưu lại cho mấy đại tông môn Những chỗ còn lại đều phân cho mấy minh chủ tán minh nổi danh cùng tu sĩ kết đăng kỳ ta vốn tưởng với thực lực của đạo hữu đã sớm được tán ta vốn tưởng rằng với thực lực của đạo hữu đã sớm được tán minh nào đó chào mời rồi không nghĩ tới đạo hữu vẫn một thân tự do vương sùng sơn chợt nói tài hạ không thích trói buộc bởi vậy cũng không nghĩ đến gia nhập bất kỳ thế lực nào viên minh trả lời ta cũng muốn nói vài câu đạo hữu sợ là có hiểu nhầm đối với tán minh rồi tán minh khác rất nhiều so với các thế lực tu tiên như tông môn hay thế gia mặc dù cũng là một phương thế lực nhưng mà không có chuyện ước thúc các thành viên bên trong chỉ có lúc cần làm nhiệm vụ mới triệu tập người hoàn thành nhiệm vụ phân phối xong thù lao thì các thành viên cũng thoải mái rời đi định đến đi đi vô cùng tự do thậm chí ngươi còn có thể gia nhập vào nhiều tán minh cùng một lúc vương sùng sơn nói đã rời đạt như vậy vậy thì tán minh thành lập có ý nghĩ gì? Viên Minh hỏi. Các cổng đạo hữu thử nghĩ mà xem. Một đám người không quen biết tụ tập lại cùng làm nhiệm vụ. Không nói chuyện phối hợp được với nhau hay không. Mà còn phải cẩn thận đề phòng xem trong đó có người thầm cắm một dao hay không. Còn Tán mình không giống vậy. Thành lập càng lâu các thành viên trong đó cũng càng hiểu biết nhau. Không chỉ phối hợp với nhau thuận buồm xuôi gió mà còn phân phối tài nguyên cùng thưởng phạt đều công bằng. Trọng yếu nhất là tán minh có danh dự, không cần phải đặt cọc trước khi làm việc. Cho nên, đại bộ phận tu sĩ hay tông môn cần người làm nhiệm vụ thì sẽ trực tiếp đến tìm tán minh đáng tin. Chỉ có những nhiệm vụ trả thù lao thấp hoặc cần ít người làm thì mới treo danh sách ở bên ngoài mà thôi. Vương Sùng Sơn giải thích. Còn có một loại tình huống khác là tán minh tiếp nhiệm vụ nhưng nhất thời không điều động đủ nhân thủ vậy họ mới treo nhiệm vụ bên ngoài, chiêu mộ thêm tán tù khác. Dân phần thù lao đó sẽ do tán minh đưa ra. Thông thường, khoản này sẽ luôn thấp hơn so với thù lao mà tán minh nhận được từ đầu. Vương Sùng Sơn bổ sung. Mặc dù viên minh cũng đã hiểu biết đại khái về tán minh lúc còn ở Nam Cương, nhưng thông qua lời của tu sĩ Trung Nguyên xác minh, lại phát hiện lý giải về tán minh giữa hai khu vực này cũng gần như nhau bèn chắp tay với vương sùng sơn tỏ vẻ cảm tạ ngay lúc hắn nói chuyện với vương sùng sơn những tu sĩ khác cũng lần lượt đi vào hội trường chỗ ngồi cũng dần kín người ngay cả mấy khu vực riêng cũng đã có người ngồi xuống rất nhanh một tràng dương cầm du dương bỗng nhiên vang cả hội trường ầm ĩ dần dần trở nên yên tĩnh dưới ánh nhìn chăm chú của các tu sĩ một nữ tử da trắng vẻ ngoài xinh đẹp mình mặc trường sam màu vàng nhạt từ trong hội trường bước lên sân khấu. Viên Minh nhìn nàng không khỏi trợn to hai mắt, không phải vì thân phận, mà là vì ở những đốt ngón tay của nữ tử này là nổi rõ dấu vết là những khớp nối. Nàng ta trông rất sống động như người thật, nhưng tất cả tu sĩ trong hội trường này đều nhìn ra được. Bất quá chỉ là một con rối hình dạng con người, được khu động dựa vào linh thạch mà thôi. Trước hết, cảm tạ các vị tiền bối có mặt tại thiên hương đấu giá hội lần này. Ta tên là Khôi Cửu, là người chủ trì đấu giá hội lần này. Như chư vị chứng kiến, ta chỉ là một con rối linh thạch. Trận này ta chủ trì, toàn bộ trong quá trình đấu giá sẽ không thể xuất hiện sai lầm gì. Điểm này, Lữ Thành Chủ có thể đảm bảo, tuyệt không hư giả khôi cửu nói xong cúi đầu thi lễ với đám chúng tu dưới hội trường lời nói rõ ràng lại rất có trật tự nếu không phải nhìn các khớp ngón tay của nàng dù là ai cũng sẽ không nghĩ một nữ tử rất sống động như thế là là một con rối được điều khiển nhờ linh thạch trên đài cao khôi cửu tiếp tục giới thiệu quy tắc đấu giá hội đấu giá hội lần này áp dụng phương thức đấu giá không công khai tên tuổi Chư vị đạo hữu nhìn trúng vật phẩm đấu giá nào, có thể thông qua lệnh bài được phát ở ngoài cửa đưa ra giá. Ta thu được tin tức rồi, sẽ báo ra giá cao nhất cho quý vị biết. Nếu có người ra giá bằng nhau, ta cũng sẽ nói rõ ràng giá cả ra. Vậy nên, để không mất thời gian chậm trễ, thỉnh mọi người xem qua kiện đấu giá đầu tiên. Khôi Cửu vừa dứt lời, sau lưng nàng chợt có một bể đá dầm rãi dần lên. Nàng gỡ chiếc hộp gỗ liêm được đặt trong mai rùa vàng phủ đầy lớp lông ngỗng xuống khỏi bệ đá. Mở hộp, bày ra một miếng ngọc giảng bên trong, hướng về phía mọi người. Trong miếng ngọc giảng này, ghi lại công pháp hạch tâm, xích hỏa tâm pháp của hỏa nguyên tông triệu quốc. Hẳn chư vị cũng biết, hỏa nguyên tông, từng cùng ngũ lôi tông, được xưng tụng là tông môn nhất lưu ở triệu quốc. Đáng tiếc, sau khi tổ sư trong tông mất đi, lại không có người nào tấn chức nguyên anh. Bởi vậy, mới rời khỏi vị trí tông môn nhất lưu. Chẳng qua, xích hỏa tâm pháp từng là công pháp chủ tu của vị tổ sư tông này. Giá trị không vì vậy mà suy giảm. Hơn nữa, trong này ghi chép lại là bản toàn văn xích hỏa tâm pháp không thiếu một chữ, bao gồm cả pháp môn tu luyện kết đan kỳ. Có môn công pháp này đủ để cho một tông môn nhỏ thoát thai hoán cốt, đủ cho đệ tử có linh căn giảm bớt được 50 năm đường vòng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tài nguyên tu luyện. Giá khởi điểm hai vạn linh thạch. Kính xin chư vị đạo hữu tận tình ra giá. Chương 288 Thủy Quang Thụ Viên Minh nghe Khôi Cửu giới thiệu xong, lập tức kinh ngạc không thôi. Không thể tưởng được vừa mới bắt đầu mà đã xuất hiện vật phẩm đấu giá xích hỏa tâm pháp, còn là môn công pháp hạch tâm của một tông môn. Viên Minh nhớ lại lúc bản thân phụ thể trên người ô lỗ, thấy hắn tiếp nhận nhiệm vụ của tộc mình là trộm lấy xích hỏa tâm pháp ô lỗ đã thành công. Lúc ấy hắn còn lo cho ô lỗ, mặc dù hắn không hiểu biết nhiều về hỏa nguyên tông, nhưng ít nhất đó cũng là một tông môn lâu đời. Hiện giờ thấy môn công pháp hạch tâm này cứ vậy mà bị thiên hương đấu giá hội công khai bán đấu giá. Gia tộc ô lỗ không sợ chọc giận người ta sao? Ngay khi hắn vừa nghĩ vậy, chợt một lão giả mặt đỏ mặt cẩm y đứng lên, chắp tay hướng về toàn bộ hội trường, cất cao giọng nói. Ta chính là trưởng lão Lạc Điền của Hỏa Nguyên Tông. Tùng môn bất hạnh, trước đó không lâu đã có một gã phản đồ trộm công pháp tông ta đem ra đấu giá. Kính xin chư vị đạo hữu nhường cho tài hạ chút mặt mũi, đừng ra giá. Sau này bổn tông ắt có một phần lễ mọn dân tặng. À, khó trách, lần này thiên hương đấu giá hội là chọn đấu giá không công khai danh tính. Hóa ra là chuẩn bị để gài hàng hỏa nguyên tông Lần này có trò hay mà nhìn rồi. Vương Sùng Sơn cười hăng hắc, một bộ không ngại nhìn xem náo nhiệt, quay người nói với viên mình. Ta từng nghe nói, lúc thành chủ thành tiểu hồ này còn chưa tiến vào Nguyên Anh, từng có một đoạn ân oán với Hỏa Nguyên Tông. Không rõ nguyên nhân cụ thể thế nào, nhưng nghe nói Hỏa Nguyên Tông nhanh chóng suy bại, cũng có y ở sau lưng xuất ra không ít lực. Lần này cũng vậy, Người chủ sự chân chính sau lưng thiên hương đấu giá hội chính là Y. Đưa công pháp hỏa nguyên tông lên đấu giá đầu tiên, không những làm nóng bầu không khí, mà cũng là muốn chọc điên hỏa nguyên tông. Bất quá tòa đoán chừng, cuối cùng cũng chỉ là muốn moi một khoản tiền từ hỏa nguyên tông. Công pháp có lẽ không rơi vào tay người khác, bằng không thì mấy tông môn khác nảy sinh đồng cảm, vật thương kỳ loại. Như vậy thì tương lai của thành chủ sẽ không được dễ chịu đâu. Viện Minh biết rõ còn cố hỏi. Chiếu theo Vương Đạo Hữu nói, chẳng phải công pháp hỏa nguyên tông là do thành chủ phái người đi trộm về sao? Vương Sùng Sơn đáp, Ôi hơn phần nữa có lẽ là vậy đi, chẳng qua nếu có điều tra cũng chắc chắn không tìm ra được có liên quan tới thành chủ. Có lẽ các cống đạo hữu không gặp nhiều chuyện như thế này, nhưng phải biết dù là Trung Nguyên hay ở đâu đi chăng nữa, cũng không thiếu những kẻ làm việc bẩn thiểu, tần tần thuê mướn cuối cùng có khi người trực tiếp làm việc cũng không biết mình đang làm gì có bị bắt cũng không thể nào khai ra được ai là chủ mưu bên kia hiển nhiên lạc điền có ra tuyên bố cũng không có tác dụng gì khôi cửu thông báo giá mua đã từ khởi điểm một đường kéo lên hầu như không ngừng nghỉ mà sắc mặt lạc điền cũng theo đó trở nên dần dần âm trầm khó coi chỉ đành kiên trì không ngừng ra giá hai vạn một ngàn bốn trăm linh thạch. Còn có giá nào cao hơn giá này không? Khôi cửu báo giá này xong, nhìn quanh một vòng. Lại chờ trong giây lát rồi khẩy gật đầu, đóng hộp gỗ, thả vào trong bể đá. Thấy vậy, Lạc Điền lập tức thở vào một hơi. Quay người đi thẳng ra khỏi chỗ ghế ngồi. Hiển nhiên, lão đã không muốn ở đây lâu hơn. Hai vạn một ngàn bốn trăm linh thạch có thể mua được một bộ công pháp tu luyện tới kết đan kỳ. Vì mình không biết giá này có đắt hay không. Nhưng với hỏa nguyên tông, thì thà có bỏ thêm nhiều linh thạch hơn nữa, cũng chắc chắn không muốn để công pháp này bị lưu truyền ra ngoài. Nhưng một tông môn phải bỏ một số tiền cực lớn để mua bộ công pháp của chính mình về. Hẳn là sau khi thiên hương đấu giá hội vừa kết thúc, tin tức này truyền đi nhất định sẽ khiến người nghe phải cười chảy nước mắt. Một chiêu này của Lữ Thành Chủ thành Tiểu Hồ có thể nói là dung mưu. Kéo mặt mũi và nội tình của Hỏa Nguyên Tông dẫm nát dưới chân. Chưa kể với thực lực Nguyên Anh Kỳ của Y lại càng khiến Hỏa Nguyên Tông giận mà không dám nói gì. Tù tiền giới quả nhiên vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Viện Minh cảm khái vài câu rồi lại tiếp tục tập trung chú ý lên đấu giá hội. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá thứ hai trong hội đấu giá lần này. Ba mảnh nguyệt mông hàng thiết là lấy từ... Trên đài, khôi cửu lấy từng kiện từng kiện vật phẩm đấu giá với đủ chi tiết đặc điểm của từng kiện. Cũng có linh tài đang dược, pháp khí phụ triện. Bất kể là thứ gì, nàng ta cũng có thể nói được đến hoa rơi nước chảy, khiến cho người ta cảm thấy như không mua, sẽ phải hối tiếc cả đời. Dưới sự chủ trì của nàng, không ít vật phẩm được đấu giá với giá cả cao gấp hai ba lần so với bình thường rõ ràng là tranh đoạt không báo ra danh tính không có người thẳng mặt hô giá trước mọi người nhưng bầu không khí lại càng lúc càng nóng khiến viên minh nhìn mà kinh ngạc không thôi chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện ra manh mối mỗi lần khôi cửu báo giá đều dùng giọng điệu có chút khác biệt Nghe qua như thể những người khác nhau đang đấu giá hơn nữa hội trường đấu giá dường như còn bố trí pháp khí đặc thù, một mực truyền ra bên ngoài, đồng thời cộng hưởng chung với giọng nói của khôi cửu, không chừa chút khoảng trống nào, làm nhiễu loạn suy nghĩ của người khác, khiến cho bầu không khí trong hội trường càng lúc càng sôi nổi. Viện mình là không bị ảnh hưởng bao nhiêu, ngẫu nhiên nhìn trúng mấy vật phẩm đấu giá, tham gia đấu giá, nhưng cũng chỉ đến điểm đến là sẽ ngưng. Một khi giá cả vượt quá mong muốn Hắn sẽ lập tức dừng tay Cứ như vậy Mãi đến hơn phần nửa đấu giá hội Mà hắn còn chưa mua được một kiện vật phẩm nào Lúc này khôi cử Lại lấy xuống một vật phẩm đấu giá Trên bể đá Viên Minh chợt ngồi thẳng người lên Món đấu giá tiếp theo Xuất ra từ cử tiệm huyền hóa linh hương Trong thành tiểu hồ Trên tay ta hiện giờ Là ba nén hương Là một loại mê hương bí chế của cửa tiệm huyền hóa linh hương. Tài liệu cực kỳ hiếm có, đặc biệt sau khi đốt lên sẽ không tạo ra bất kỳ linh khí dao động nào, hoàn toàn vô thanh vô tức. Nói tới đây, trạng đấu giá vang lên tiếng hít hà, có người bắt đầu xì xào bàn tán. Chỉ cần hít phải khói của loại hương này, dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng lâm vào trạng thái hôn mê trong thời gian ngắn, mặc cho người chém giết. Khuyết điểm duy nhất của hương này là không tiện sử dụng ở những nơi có địa hình trống trải. Còn sử dụng cụ thể thế nào thì tùy các vị triển khai. Theo yêu cầu của chủ cửa tiệm huyền hóa linh hương, lần đấu giá hội này chỉ bán tổng cộng 3 nén hương. Mỗi nén có giá khởi điểm là trăm linh thạch. Vì tài liệu có hạn nên mê hương này sẽ không bày bán ở cửa tiệm. Khôi Cửu vừa giới thiệu xong, vẻ mặt hẻ động lập tức nói: "Được rồi, lúc này đã có đạo hữu ra giá 110 linh thạch. Không biết có đạo hữu nào nhìn trúng nén hương này hay không?" "A, à, giá cả đã tăng lên 120 linh thạch. Không, là 150 linh thạch. Còn đạo hữu nào ra giá cao hơn không?" Viện mình nghe Khôi Cửu không ngừng hô giá trên mặt dần lộ ra vui vẻ. Rất nhanh, ba nén mê hương của viên minh được đấu giá xong. Giá cũng cao hơn hắn dự đoán. Trừ bỏ phí hoa hồng, tổng cộng hắn thu được gần 600 linh thạch. Mê hương này viên minh lấy ra đấu giá, dùng trong thực chiến, lần nào cũng có đầy đủ tác dụng. Lúc này đưa ra cũng chỉ thăm dò xem giá trị mê hương của mình thế nào. Thậm chí mục tiêu kiếm được một số linh thạch là thứ yếu. Trọng yếu nhất là hắn muốn nhân dịp trong thành quần tụ tu sĩ cố gắng đẩy thành danh cửa tiệm huyền hóa linh hương lên cao hơn nữa trên đài cao khôi cửu bán xong hương mà viên minh gửi đấu giá tiếp tục không ngừng nghỉ lấy ra kiện vật phẩm đấu giá tiếp theo kiện đấu giá tiếp theo có thể nói là một trong những kiện vật phẩm đấu giá đặc thù nhất đấu giá hội lần này khôi cửu nói xong mở hộp gỗ đựng vật phẩm ra bày vật phẩm ra bên ngoài trong hộp là một khúc gỗ xanh biếc, dù đã bị chặt thành một khúc, nhưng là không hề có chút dấu hiệu héo đủ. Thậm chí ở một bên cọc còn có vài chồi non lớn nhỏ không đều, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn khá là thần kỳ. Khúc linh mộc này đã từng có 5 cây nấm ỉ mộc tử, sống cộng sinh trên bề mặt. Bản thân loại nấm này không chỉ có dược tính xuất chúng mà gốc linh mộc bị nấm này ký sinh phía trên cũng nhiễm dược tính mà dần nảy sinh biến hóa đặc biệt khiến gốc cây sẽ tràn ngập sinh mệnh lực nấm ỷ mộc tử hiện đã bị lấy đi nhưng linh mộc cũng đã được xử lý đặc biệt thành một loại linh tài thượng phẩm cực kỳ tốt vô cùng thích hợp để luyện chế pháp khí hệ mộc hiếm hoi là trong quá trình giám định phát hiện đây chính là một khối linh mộc ngàn năm khôi cửu thao thao bất tuyệt giới thiệu đây là linh tài ngàn năm đầu tiên xuất hiện trong buổi đấu giá hội lần này tất cả tu sĩ đều nhìn vào vật phẩm đấu giá trong tay của khôi cửu ánh mắt nóng bỏng hận không thể trực tiếp nuốt trọn cả khúc gỗ vào thế nhưng vào lúc này lại có một dòng khàn khàn của một lão giả ngồi trong góc hội trường truyền ra phần giới thiệu món đồ đấu giá này chỉ sợ vẫn còn chưa hết toàn bộ đi. Nếu hưu ta nhìn không nhầm, khúc linh mộc này là xuất từ cây thủy quan thụ ngàn năm. Linh khí thủy mộc ẩn chứa bên trong lại xung đột lẫn nhau. Căn bản không thể nào làm tài liệu chính để luyện chế pháp khí được. Tống tiền bối quả là tinh mắt. Chỉ là dù sao, linh mộc này cũng đã trải qua ngàn năm, không đủ tư cách làm tài liệu chính để luyện khí nhưng nếu có thể xử lý theo cách đặc thù nào đó, vẫn đủ giá trị làm phụ liệu, khiến pháp khí thường phẩm thăng cấp. Vả lại chư vị nơi đây đều là tinh anh của các giới, có lẽ còn có cách dùng đặc biệt khác không chừng. Tóm lại, giá khởi điểm của vật phẩm này là 3.000 linh thạch, có thể nói là vô cùng đúng giá. Khôi cử vậy mà thẳng thắn thừa nhận, sau đó giải thích một phen mới nhanh chóng báo ra giá khởi điểm để tiến hành đấu giá. Nghe lời nàng nói xong, các tu sĩ trong hội trường lại như tỉnh táo, nhào nhào nghị luận. Nghe qua mọi người nghị luận, viên minh mới biết được, thủy quan thụ là một loại linh mộc cực kỳ đặc thù. Đúng như lời lão giả họ Tống nói, nó đồng thời có hai loại linh khí thủy mộc, lại vẫn luôn bảo trì trạng thái xung đột với nhau. Bởi vậy tuy được ngàn năm lắng động, nhưng vẫn không có giá trị cao khó dùng để làm tài liệu chính để luyện khí. Thông thường trong quá trình luyện chế pháp khí bằng tài liệu này sẽ thường phế bỏ. Hơn nữa, giá trị dược hiệu cũng không cao. Nếu dùng linh mộc ngàn năm này như tài liệu phụ thì lại quá mức xa xỉ. Tác dụng như vậy thì có thể dùng rất nhiều tài liệu phụ khác thay thế được. Sau khi mọi người ngừng nghị luận, khôi cửu mới bắt đầu hô giá. Chẳng qua lần này là ngoài ý muốn trở nên lạnh lẽo. Cả lúc lâu sau vẫn không có người ra giá Xem ra chư vị đạo hữu Không có quá nhiều hứng thú Với khúc linh mộc này Sau này còn nhiều bảo vật hơn Đang chờ mọi người Vì vậy ta tuyên bố Lần đầu giá vật phẩm này à, Chờ chút Có người ra giá 3.000 linh thạch 3.000 linh thạch lần thứ nhất Còn có đạo hữu nào ra giá khác không 3.000 linh thạch lần thứ hai ngay khi khôi cửu chuẩn bị tuyên bố chốt giá của vật phẩm này, nàng ta đột ngột ngừng một chút rồi mới nói tiếp. Thế nhưng, cố gắng cuối cùng của khôi cửu cũng không có hiệu quả. Ngoại trừ vị tu sĩ không biết tên kia ra giá khởi điểm, cả hội trường đều thờ ơ lành nhạt, không có bất kỳ người nào ra giá nữa. Cuối cùng, khúc linh mộc thủy quan thụ ngàn năm được chốt bán với mức giá khởi điểm 3.000 linh thạch. Kết thúc tập 91 bộ truyện Tiên hiệp tiên giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.